quý vị và các bạn, dự báo khoảng 7 giờ ngày mai 5 tháng 9, bão số 3 có tên quốc tế là Yagi ở vào khoảng 19,3 độ Vĩ Bắc, 115,5 độ Kinh Đông, cách đảo Hải Nam Trung Quốc khoảng 520 km về phía đông. Bão mạnh cấp 13 giờ cấp 16, đến 7 giờ ngày thứ 6, 6 tháng 9. Bão số 3 ở vào khoảng 20,4 độ Vĩ Bắc, 108,3 độ Kinh Đông, trên khu vực Vịnh Bắc Bộ. Bão mạnh cấp 13 giờ cấp 16, từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15 đến 20 km. Bão Yagi sẽ gây gió mạnh, nước dâng, sóng lớn trên biển. Vùng biển phía đông của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 8 đến cấp 10. Vùng gần tâm bão đi qua cấp 11 đến cấp 13, giật cấp 16, biển động dữ dội. Trong 2 ngày tới, bão số 3 có thể đạt cấp bão rất mạnh trên vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông. Dự báo ngày và đêm mai, vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 9 đến cấp 11, vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 đến cấp 14, giật cấp 17, biển động dữ dội, sóng biển có thể tăng lên 7 đến 9 mét. Trên đất liền, trước khi ảnh hưởng của cơn bão số 3, thì ngày mai thời tiết ngày khai giảng năm học mới ở khu vực Bắc Bộ có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ từ 24 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực cả tỉnh từ Thanh Hóa vào đến Bình Thuận, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ toàn khu vực từ 26 đến 36 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Mưa tập trung vào chiều và tối. Nhiệt độ ở Tây Nguyên dao động từ 20 đến 30 độ, Nam Bộ từ 24 đến 34 độ. Khu vực tỉnh Quảng Bình, mây thay đổi, ngày nắng. Khu vực vùng núi có nơi nắng nóng, chiều và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xuất hiện lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất trong ngưỡng từ 34 đến 35 độ. Ngay sau đây là phần nhiệt độ chi tiết cả vùng trong tỉnh đêm nay và ngày mai.